nói chuyện đó. Xe này rộng đúng không? Rồi cứ giữa vài tháng đi, rồi tiếp tục làm sao? Rồi cho xe tiến lên đi, mắt nhìn gương, cái là có xe nào tham gia lên không, chạy lên không ha? Rồi nhìn mũi xe trước nào, nhìn thùng xe mình với đầu xe bên phải nè. Rồi thôi thắng đi, rồi móc bánh lái vào. Rồi ok, bây giờ á em chạy ra quẹo phải ha, rồi xe tìm nhà xe làm vô số nè, chạy thẳng lên ha. Bây giờ nhìn cái thành phải của em đang sát cái đầu xe bên kia nè, như vậy là cái vai của em phải ngang mặt mới được quyền lái. Rồi làm đi. Chạy tới đi, kiếm nhà xe trống làm. Rồi, nhà xe này luôn đi. Nhà xe này luôn. Cái gì nè, lưu ý là bên trái của mình á đang có chướng ngại vật đó, đúng không? Cái vai cho cao lên chút xíu. Rồi. Mắt nhìn gương trái trước nè, coi có xe không nè. Không phát lái lên. Lưu ý cái nhà xe ở đây á, mỗi bên nó sẽ rộng hơn nè, nhìn về phía trước nè. Mỗi bên nó rộng hơn tới 2 tấc 2 tấc rưỡi lận, đúng không? Chứ nó không sát như nhà xe Ion, đúng không? Thì mình cứ thử tin mình làm. Rồi tiếp tục. Nhìn kiến trái mũi xe trước, đúng không? An toàn rồi cho xe tiến lên, rồi lúc này mới đảo mắt qua gương phải. Đảo mắt qua gương trái luôn coi, căng căng cho xe đều giữa nè.
Rồi, ok. Xe này nghe đẹp rồi đó. Bây giờ mình sẽ ve ngược lại bên tay trái chút xíu đi.